quý vị, vào ngày 29 tháng 5, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch phối hợp. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong Ban giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an các đơn vị địa phương. Về phía Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh có các đồng chí là thường trực Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh, đại diện Hội cựu Công an Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. <laughs> Ngày 10 tháng 10 năm 2023, Hội cụ Công an Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được thành lập. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng trên địa bàn nhằm tập hợp đoàn kết hội viên là các thế hệ cụ Công an Nhân dân. Tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an Nhân dân nói chung, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu nói riêng. Chỉ trong thời gian ngắn thành lập, hội đã có nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả. Cùng với đó, thường trực hội có các chỉ đạo hội viên tích cực tham gia đóng góp trong xây dựng và phát triển lực lượng Công an tỉnh tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Để tiếp tục khẳng định vai trò vị trí của Hội cựu công an nhân dân tỉnh, Hội cựu công an nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn, đồng thời tăng cường sự gắn kết, phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng. Tại hội nghị, Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đinh Xuân Ngọ, Chủ tịch Hội cựu công an nhân dân tỉnh đã thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Hội cựu công an nhân dân tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương thường trực hội cựu công an nhân dân tỉnh đại diện hội cựu công an nhân dân các huyện thị xã thành phố đã cùng thảo luận đóng góp ý kiến nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong thời gian tới